Accusar, động từ là cáo buộc. Accusar. Derribar, xóa bỏ, phá vỡ. Derribar. El cimiento, nền tảng. El cimiento. Chẳng hạn như mình có cái câu là Biden acusa a Putin de querer derribar los cimientos del mundo libre. Tổng thống Biden cáo buộc. Ở đây dùng cho thôi anh ấy, cho nên acusa nó sẽ bỏ a, r và thêm a vô. Ở dùng cho hiện tại đơn, tổng thống Biden cáo buộc đến Putin là muốn cái phá vỡ cái nền tảng, những cái nền tảng của thế giới tự do. Biden acusa a Putin de querer derribar los cimientos del mundo libre. En flanco là sườn, là bên hông á. En flanco. Chẳng hạn như mình có cái câu là La OTAN condena el ataque de Rusia y anuncia el envío de armas al flanco oriental de la Europa. Có nghĩa là cái khối NATO họ cáo buộc. Cái khối NATO này nó cáo buộc. Khối này là giống cái số ít ha. Thì sẽ chia condenar, condenar là cáo buộc. Thì sẽ bỏ AR thêm A để có hiện tại đơn dùng cho cô ấy. Khối NATO cáo buộc cái cuộc tấn công của Nga. Và cái khối này nó thông báo, anuncia là thông báo. Ở đây là bỏ AR thêm A ha. Anuncia. Một cái sự dịch chuyển, một cái sự di chuyển các cái vũ khí. La arma là vũ khí nha. Las armas là những cái vũ khí về phía đông, về phía cái sườn phía đông của châu Âu. Cái khối NATO nó cáo buộc cái sự tấn công của Nga và nó thông báo cái sự chuyển những cái vũ khí đến cái sườn phía đông của cái khối châu Âu. Russia sufre una embestida de las sanciones occidentales con caída histórica del rublo. Có nghĩa là nước Nga chịu đựng, sufrir là chịu đựng, ở đây là sufre. Nó chia cái hiện tại đơn cho cái danh từ Russia là cô ấy ha. Một cái đòn, một cái sự giáng trả, trừng phạt. La sanción là sự trừng phạt. Này là những cái trừng phạt. Sanciones là những cái trừng phạt. Occidentales của phương Tây, thuộc về phía Tây. Với cái sự giảm, một cái lịch sử, một cái sự giảm lịch sử luôn, chưa từng diễn ra đối với đồng rúp. Đồng rúp là tiền tệ của nước Nga. Nước Nga chịu đựng một cái đòn giáng trả, đợt trừng phạt của cái phương Tây với cái sự giảm lịch sử của cái đồng rúp. Russia sufre una embestida de las sanciones occidentales con caída histórica del rublo. La cartera là ví tiền. La cartera. Resandar, động từ là cầu nguyện. Resandar. La locura, sự điên khùng, sự điên cuồng. Mình có cái chữ loco, loca, tính từ đó là điên khùng, điên cuồng á. Thì nó sẽ có cái danh từ tương ứng là la locura. El rostro là cái bộ mặt, cái sự thể hiện. El rostro. Economico, economica, tính từ là thuộc về kinh tế. Ở đây là el rostro, economico, là cái bộ mặt kinh tế. Yeah.